xin chào cô chú anh chị mình buổi chiều hôm nay thì em có lên hai cặp đực ba bơi ha với là một bộ mẹ con được ba bơi hết biết nha anh chị rất là mát sữa luôn rồi đây là cái cặp đầu tiên ha con đầu tiên anh chị mình coi nè đó con nào thì mấy con bò này con nào cũng độ hết nha anh chị không có con nào lép hết nha thì hai cái hai cái con đầu tiên này á, là một cặp nha anh chị hai con này rất là đồng đều ha đó từ cái vàng xương vàng đầu trụi hai con đều đầu trụi hết anh chị mình coi nè đó Giò cẳng đi con nào cũng xương lớn hết móng sò hoàn thiện hết nha anh chị Hai con này rất là đồng đều anh chị coi em quay nè Hai con anh chị thấy không Con nào cũng đều hết anh chị Con nào cũng lưng đôi vai đôi hở hết nha anh chị Có rỗng hết nha Anh chị mình coi nè Đó Thì hai con này thì em đo rồi nha Hai con này thì nó đều cao là 1 m sáu bò hết nha anh chị Đó đều cao là 1 m sáu bò hai con ha Cao rất là bằng Cũng như vàng mông đùi anh chị ha bò mà nó độ về anh chị nuôi nó mới đẹp nha anh chị coi có đường khía luôn nha anh chị hai bên đều có đường khía chỉ hết nha rất là mé sữa cực kỳ nha cô chú anh chị hai con này thì à, cái khung là gần 8 tháng hết nha anh chị đều cao là một mét sáu bò nha lông da liền lạc đó anh chị mình coi hai con nè con nào con nấy cũng nổi cơ hết nha anh chị đó rồi bây giờ thì em sang cái con số 2 em quay kỹ cho cô chú anh chị mình coi ha. Cái con số 2 này với lại con đầu tiên anh chị mình so sánh ha. Đó. Cái con số 2 này thì xá tích em kiểm tra rồi nha. Lưng anh chị mình coi nè nó có rỗng vậy á anh chị. Mông đít thì mít muối ha, căng cứng luôn. Giò cẳng được hoàn thiện hết nha anh chị. Cao 1m06 bò nha anh chị. Hai con này thì em báo giá cho anh chị mình chỉ có 30 triệu nha. 30 triệu anh chị mình sẽ chốt được cái đôi bò đực ba bơi pin độ này nha anh chị, khung là gần 8 tháng tuổi nha. Thì uh, hiện tại thì uh, sắp tới đây thì em đang có chuyến xe ghép về uh, Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình thuận nha. Thì cô chú anh chị mình mà xem cái đeo của em á và mình muốn chốt được cái đôi bò này á thì cứ alo uh, chốt cọc đại cho em nha. Đó, em sẽ giữ bò cho anh chị mình và sẽ ghép xe giao đến tận nơi cho anh chị mình. Tại vì chưa đủ cái kinh phí để em đi Bình Thuận nha. Đó nên là em sẽ ghép xe tầm khoảng 1 đến 2 hôm nữa khi có xe đủ á. Đó là em sẽ giao đến tận nhà cho cô chú chị mình luôn. Cái đôi bò này là là 30 triệu nha. Đó 30 triệu cho cái cặp bò pin độ anh chị mình coi nè. Đó. Ở sau dần mông anh chị hai con rất là độ ha. Lưng đều lưng đôi hết chị ha. Lưng mà có rỗng nha anh chị. Mấy con bò nuôi rất là mau lên nha. 30 triệu nha anh chị. 30 triệu cho đôi bò này nha. Đó, thì cô chú anh chị mình ưng cái cặp bò này thì cứ alo cho em. Mấy anh chị mình ở từ Củ Chi của em nè, qua Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu được gần gần vậy Em bao ship cho anh chị mình giá như trên ha. Giá bao ship là giá ghép xe giao tận nhà nha. Còn hai con bên đây á, là cái cặp số 2 nha anh chị. Hai con này cũng rất là biên độ nha anh chị. Đó, hai con này thì à, à, một con á, cái con đầu tiên này là cao 1m05 nè. Còn cái con số 2 bên kia là nó cao 1m07 nha. Đó. Thì hai con này thì nó cũng dạng như là 9 điểm rưỡi đến 10 điểm nha anh chị. Đó, dạng cỡ đó nha. Tại vì cái con số 2 nó cao hơn một tí nhưng mà nhìn ở ngoài thì nó rất là bằng đồng đều nha anh chị. Đó, chỉ nó thước tất chiều cao thì nó chênh lệch nhau hai phần ha. Đó. Thì cái con 3B đầu tiên. Đó, cặp số 2 này anh chị mình coi tướng tá của ổng nè mình nhìn cái dàn cơ bắp của nó anh chị mình thấy không mông đít rất là căng cứng nha anh chị đó đít thì đít muối ha do cẳng thì anh chị mình coi nè cũng như em quan sát thì bò này là không có tật lỗi nha không có đi đứng cài giật cài giật hay là bú giò bú cẳng nha anh chị không có nha bò đều tình trạng hoàn thiện hết nha anh chị đầu trụi hết nha mấy con này thì đầu trụi sừng da đó mới nhú nhú lên sừng da nha anh chị đó thì cái con đầu tiên này thì cái khung nó là 7 tháng mấy rồi nha anh chị, 7 tháng mấy nha. Anh chị mình coi em bò mới có 7 tháng mấy, anh chị mình coi tướng tá của ổng nè, rất là độ ha. Đó anh chị mình mà có điều kiện mà muốn bắt hết hai cặp bò này thì cứ alo trực tiếp ngay cho em nha. Đó, hai cặp bò này anh chị mình đem về nuôi là mình bán thuốc đi một lần luôn nha. Đó, rất là ok luôn. Cái con số 2 này là chị coi nè, nó cũng lưng đôi rồi anh chị mình thấy không? Lưng đôi, vai đôi hết đít cũng là đít muối hết nha anh chị dò cẳng được hoàn thiện hết cu giái là đầy đủ hết hai hòn nha không có con nào một giái hết nha anh chị nha đó giấy em đã kiểm tra hết bốn con rồi ở tình trạng là hoàn thiện nha con này cao một m lẻ bảy bò nha anh chị con này thì tình trạng là nó được gần 8 tháng nha đã gần 8 tháng tuổi đó thì cái cặp số 2 này thì nó ít tiền hơn nha đó cái cặp số 2 này là 28 triệu 500 ngàn nha anh chị đã 28 triệu 500 ngàn cho cái cặp bò 3B đực uh, số 2 này nha Còn cái cặp đầu là 30 triệu Con nào con nấy anh chị coi nè Đó chị mình thấy nha. Bò này thì chưa có con nào ghim dàm nha Thì anh chị mình có uh, mua uh, thì có nhờ em sổ dàm thì em sỏ dàm dùm cho nha Cho anh chị mình đem về nuôi làm chỉ cần đem vô chuồng và cắt cỏ cho ăn với là vỗ, uh, vỗ béo nó thôi nha Chứ khỏi cần uh, sổ giàm đó tại vì bên em thì có chuồng ép nha Em sỏ mau lắm nha Đó cái này thì em phục vụ cô chú anh chị mình luôn ha Nó cũng nhỏ không có gì lớn lao hết nha Em sẽ làm được cho anh chị mình giao đến tận nơi cho anh chị mình ok đàng hoàng hết nha anh chị nha Đó bao tặc lỗi ha đã nhắc lại là cái cặp đầu 30 triệu còn cặp số 2 này là 28 triệu 500 nha Bây giờ em sang mẹ con được bao bơi cực kỳ mát sổ luôn anh chị nha Đây anh chị mình coi mẹ con nè Bò mẹ này là bò cái 3B nha anh chị loài chủ nhà người ta cấy 3B đẻ ra được đực 3B F2 nha Đó qua thì qua đen to Bò này thì dường như là nó da đen nha anh chị coi nè Đó Vì mình thấy tướng tá thì bò cái 3B mẹ thì nó rất là to xác nha anh chị Đầu cổ thì ok hết Xá tích thì đóng nghiêm chỉnh hết Giò cẳng rúng yếm Bò cái 3B mà nó có rúng anh chị thấy không Có rúng ha đó, bốn vú thì vú đen. Bò này dường như là nó da đen nha anh chị coi nè. Đó, da đen nhiều nha. Đó, bò mẹ này thì nó đẻ được hai con mới đẻ lên được được 3B uf F2 luôn. Anh chị coi nè. Đó, bò mẹ này thì chiều cao nó là phải trên mét m 3 bò nha anh chị. Đo ngay xá lưng nha. Chính xác luôn là bò này cao 1m32 bò nha. Tại vì em đã lấy thước em đo rồi. Rất là cao bò và nó xác nó lớn nha anh chị. 3B này thì nó bự con lắm nha anh chị. Đó, bò này thì nó đẻ mà anh chị nuôi mà đẻ cỡ bốn năm con nữa là nó ra cái tàn dữ dằn lắm nha anh chị đó chị mình coi bò mẹ nè đó ok hết nha anh chị bao tạc lỗi nha bò này là không có tạc lỗi nha tại vì kênh em á là kênh mua bán bội uy tín em không có bán cho chị mình nuôi mấy em bò tầm bậy tầm bạ đem về nuôi có một hai bữa một hai tháng rồi à, à, tạc lỗi nha em không có bán vậy nha đó thì mẹ con này á, thì mới đẻ lên được đực ba b anh chị coi rất là mời uống nu luôn nha anh chị rất là muối cơ luôn anh chị mình coi đầu cổ chọc lóc lưng thì lưng đôi đó có hở luôn mong đít thì đít muối anh chị coi bò hết biết ha đó bò mẹ ba b này á, thì nó mát sữa cực kỳ nha anh chị anh chị mình ở nhà mình mà có nuôi bò cái ba b để giống vậy á, thì anh chị alo cho em em bò mẹ thì khỏe chưa có bằng nha anh chị nha răng cỏ còn trắng sáng câu nhồng ha đó cứ yên tâm về nuôi nha anh chị nha bò này thì bao tật lỗi cho anh chị mình bao loài lú cổ xạ cho chị mình 6 tháng nữa nha thì bò con này thì nó mới đẻ được 15 ngày nha anh chị mới đẻ 15 ngày mà tướng tá ổng vậy anh chị mà nuôi cần khoảng 3 tháng nữa là sao anh chị đó đi không nổi luôn nha anh chị đích cái nở chu rất là muối nha mẹ con này thì em bán cho chị mình là 26 triệu 500 ngàn nha 26 triệu rưỡi nha đó em cũng thông báo lại là em đang có chuyến xe giao về Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận nha anh chị nha. Anh chị mình có nhu cầu mua những cái bộ mẹ con hay là bộ đực ba bê hôm nay á alo trực tiếp chốt cọc ngay cho em nha anh chị.